Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học lập trình Node.js kết hợp với Lemstack tại hệ thống học lập trình trực tuyến GenVN. Chúng ta đã cùng nhau đi hết toàn bộ nội dung nằm trong chương học thứ ba, đó là chương học tìm hiểu về VKB, REST API. Thì cái trọng tâm của chương học này đó chính là các bạn cần phải biết cách cài đặt được một REST vào trong máy tính của mình, cũng như là biết cách chạy lên ở phía local và tạo ra một cái phần database trong máy tính để chúng ta kết nối được với một REST. Và quan trọng nhất chính là cái phần nội dung thứ năm, đó là chúng ta biết cách truy xuất vào trong cái root cũng như là cái endpoint của thằng quad red ha. Thì ở đây chương học số 5 chúng ta không cần làm gì cả, tại vì khi chúng ta đã cài đặt rồi á thì mặc định thằng quad red nó sẽ kích hoạt cho chúng ta. Các bạn chỉ cần biết cách truy cập lên cái phần đường link đó và mình đọc những cái phần tài liệu nằm trong cái response trả về từ cái quad red là được. Ok, thì tới lúc này các bạn cần phải có kiến thức sẵn có về cách gọi API ha. Cái đó mình sẽ không nói lại nữa, tại vì chúng ta đã học trong khóa học Vue.js rồi. Trong các chương học sau chúng ta chỉ áp dụng toàn bộ cái phần tài liệu mà thằng Red nó cung cấp trong những cái phần endpoint đó để chúng ta áp dụng ngay vào project thực tế. Và ở trong trường hợp này chúng ta cũng đã học cách xử lý một số cái tình huống khi mà cái phần mã nguồn của chúng ta bị lỗi nằm trong cái thằng MySQL, chúng ta không thể nào start được cái phần server SAM lên á, thì nó sẽ bị cái lỗi quá khá là quen dành cho những bạn nào xài Windows thôi ha. Tùy có những bạn gặp lỗi, có những bạn không gặp lỗi, cái đó là hên xui được chưa. Nếu bạn nào gặp những cái lỗi như là MySQL này shutdown unexpectedly này, thì các bạn cứ coi lại những video hướng dẫn của mình, hoặc là có thể trao đổi trực tiếp ở trên group thì mình sẽ trực tiếp hỗ trợ các bạn ha. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung kiến thức nằm trong chương học số 3. Thì chương học này chúng ta không có đi sâu quá nhiều về PHP đúng không? Chúng ta cũng không có đi sâu quá nhiều về thằng quad red. Chủ yếu là mình chỉ học cách sử dụng những cái chức năng có sẵn của thằng quad red này, cũng như là học cách tư duy để chúng ta sau này có thể tìm kiếm thêm về cái thằng PHP. Đấy, chứ chúng ta không cần thiết phải học PHP lại từ đầu nha. Và những bạn nào mới tiếp cận về backend, nếu như cảm thấy có khá nhiều nội dung cần phải tiếp thu á, thì các bạn có thể luyện tập đi luyện tập lại cái phần cài đặt này nhiều lần. Các bạn có thể cài đặt SAM rồi sau đó mình có thể gỡ cài đặt ra và cài đặt lại từ đầu, không sao cả ha. Tương tự các bạn cũng có thể download lại cái thằng quad red, giải nén ra và làm setup lại từ đầu, cũng như là tạo lại cái phần database từ đầu. Đấy, các bạn cứ làm đi làm lại vài lần là mình sẽ quen được cái cách chúng ta tạo ra cái thằng SAM, tạo ra cái server của thằng PHP. Còn lại các kiến thức liên quan tới PHP á thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong lúc mà chúng ta chữa cái project tiếp theo. Tại vì khi mà chúng ta chữa project á, chúng ta vào một cái tình huống cụ thể nào đó và chúng ta xử lý ngay trong cái tình huống đó thì nó sẽ dễ hiểu hơn là chúng ta học những cái lý thuyết trong cái trường hợp này ha. Trường hợp này chỉ là chương học tổng hợp lại những lý thuyết cơ bản mà chúng ta cần phải nắm, cũng như là quan trọng nhất là chúng ta biết cách gọi API là được thôi. Còn lại chi tiết hơn về thằng quad red, chi tiết hơn về thằng PHP, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các trường học tiếp theo khi mà chúng ta bắt tay vào thực hiện một cái project thực tế. Và các bạn luôn phải nhớ là trong khóa học này chúng ta cũng tập trung nhiều hơn vào frontend ha. Cho nên nếu bạn nào cảm thấy hơi bị ngợp và không tiếp thu được cái phần backend á, thì không sao. Các bạn cứ tạm thời chấp nhận những kiến thức mà mình đưa ra, cũng như là comment lại vào trong code. Cái đoạn code này nó làm cái gì? Đoạn code kia nó làm ra sao chẳng hạn? Nó có tác dụng là gì? Rồi các bạn chỉ cần làm theo để nó chạy được là được ha. Thì mục tiêu của chúng ta là chạy được cái server của backend để chúng ta kết nối được cái Vue.js kia đã. Thì tạm thời các bạn hiểu được Vue.js là ok, hiểu được Node.js là ok. Còn đối với backend thì các bạn cứ làm theo và từ từ các bạn sẽ được ngấm cái phần này ha. Chứ chúng ta không có gì phải lo về cái việc mà mình có cần hiểu ngay backend hay là không. Đấy, các bạn chỉ cần làm theo các bước mà mình hướng dẫn, rồi sau đó chạy thử, chạy được là ok. Rồi sau đó khi mà mình đã hiểu xong toàn bộ những kiến thức liên quan tới Node.js rồi á, lúc đó chúng ta mới tiến hành quay trở lại để chúng ta học thêm về cú pháp của thằng quad red, về cú pháp của thằng PHP. Thì lúc đó mình sẽ nắm vững hơn kiến thức ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương học tiếp theo.